Hôm nay phái đoàn Việt Kiều Bồ Rồ Vô lên Cali chơi. Đây, đoàn của mình đây. Cái này Miss Cali. Miss Cali. Tại muốn đi một tour bio cho nên nó không bio. Cũng không rẻ tiền đâu, nguyên cái chỗ này. Em mà chạm hết nhiều bao nhiêu tiền? Nhiều luôn á. Đây, mình sẽ giới thiệu cho quý vị xem chợ trời của cái Cali bán những cái gì nha. Đây. Khu này là khu rau củ quả nha. Đó, đồ của bên Tây Phương là nó như vậy thôi. Không lớn lắm. Những đồ xài trong nhà. Đi dọn nước. Mà tám tưởng là giống như sakura trên Kubano á chứ, nó mới ngon. Đây là cá mui cù, giống như là cá chích của mình nghe quý vị. Mà nó ngon cá chích, nó không có xương. Ăn xương luôn. Cái này là lăn bổng. Chích bơ ly không à. Chứ đâu phải đâu, không một đâu. Em mua cả game mà đâu. Nó mềm. Anh quay trước phải quay ra vậy đó. Chuyên bơ quá. Cái này mui cù chuyên bơ. Đây nè, bà chiên chổng ra, bà đang chiên chổng. Đi có thể cho quý vị xem. Nó mới là cá chích. Đây. Nhưng mà nó mềm, nó xương nó mềm. Môi. Sơ hi vào. Tôi sẽ hay được khô liền. Đây là ốc bọt hay cái gì. Đó. Ok. Chiên bơ thơm ngon lắm nha quý vị. Anh này mà vô mua cá ha, mua cái gì đây? Ừ. Ăn nó phải dài hơn cái hàng sao cái cuốn này mỏng nó đập cái cuốn sapa la lớn vậy nè. Ở bên đó có Tivoli trò chơi kìa. Có Tivoli trò chơi. Ủa con trái con nó đập hết rồi. Thấy à? Gì
thoáng. Ở phía trên là có công viên. Mikinisa Tama nha các bạn, là bến tàu. Nhỏ thôi. Bữa nay thứ bảy giờ này mới có 12 giờ rưỡi à, chưa có được đông người lắm. Chắc chiều chiều á khách nó mới đến đông. Mắc hơn trên bờ nãy có 7 đồng rưỡi à. Vậy hả? Bia rượu thuốc là không bao giờ mà xuống giá, càng ngày là càng lên không à. Mà người ta cũng vẫn uống hào hào à. Đây nghe trên đây có con đường làm bằng cây bờ kè nè, đẹp không, đã thoải mái đi bộ. À, ở đằng đó có chiếc du thuyền thấy cũng khá lớn nha. Ở đây có một chiếc thuyền tàu nhỏ, người ta đang xuống hay lên ta? Coi thế coi. Xuống. Ở đây người ta có cái đồ kéo tàu không quý vị? Mỗi lần người ta xuống biển, người ta thả tàu xuống kéo, người ta chạy đi chơi xong rồi về người ta kéo lên, người ta không có cần phải đậu bãi. Đậu bãi gì trả một năm gì trên 100 euro đó nha quý vị. Đó mấy cái đậu bãi qua mùa luôn á. Đó là tàu này mới à. Xuống tàu cái rất là nhẹ nhàng. Không có gì, không có cầu kỳ hết, một người là cũng đủ rồi. Tàu này đẹp chứ hả, 150 ngựa nha. Tàu này chạy là vững tốc luôn á. À, nước này nước hồ rồi. Đây chiếc du thuyền này đẹp không? Chiếc này đẹp quá, đẹp không? Cái này xăng nó tăng đồng 78 hả? Dạ. À xăng nữa. Dầu. Dầu tăng đồng 78 hả? Ồ mắc hơn ở tỉnh mình ở nhiều. Tỉnh. Ở bến tàu. Ờ bến tàu lúc nào cũng mắc hơn nha, trên bờ hết á. Ở đây cái hình gì đây? Hình cô người cá nè. Không. Cá con mực rồi. Con mực, sứa, medusa. Cá voi nữa nè. 2021. Thấy chữ không? Huvi Carne Valley. Hôm nay chiều ra đây là ok. Đẹp luôn, cái này mà rủ anh chị ba là nhưng mà ông có chương trình tối nay rồi đâu có đi đâu. Đó, lên trên nóc tàu đó, lên trên cabin đó, cabin tầng trên đó rồi. Trời tối lên đèn là đẹp.
cho nó bật kênh, nó bật kênh chưa? Đâu có nhiều đâu, có gì. Ăn cái làng. Ăn bún ăn rồi sao mình đem xuống hả chị Sáu? Hay là nãy nay nhúng cái gì cũng ăn. Bây giờ mình ngồi. Xin chào quý vị rồi các bạn. Hôm nay là ngày thứ bảy, chiều thứ bảy, nhóm của mình cắm trại bắt đầu là sẽ có một cái buổi giao lưu nhỏ nhỏ của đại gia đình để chung vui với nhau. Đó, đây là chị này, chị nuôi nè. Đó, chị cho ăn ớt không à, ghét khang tiếng quá, nuôi nuôi cho gì ăn đó. Ăn chỉ nuôi két mà chỉ cho mình ăn ăn ớt giống như két vậy đó. Đây ở đây thời tiết của Hoàng Lan nhiều khi nắng gì chứ mà chiều chiều nó bị mát lạnh, cho nên nhóm của mình tạo lên một cái liều ăn nhậu. Liều này là sáng dựng tối tàn. Đây là thành viên trong gia đình đó. Đây cái nhóm của mình đây, bí mật đây đó, thấy quý vị không, quý vị thấy không đó, đi cắm trại ăn nhậu chơi đầy đủ quá. Không cần nhiều người nghe, mỗi người nghe anh hả, cũng đều được, mỗi người nghe là lẩu nè, tôm hải sản đầy đủ nha, thịt đông nguội, thịt đông lạnh, đông lạnh, thịt nguội, trái cây, karaoke. Anh này là ảnh là ca sĩ nổi tiếng, ảnh tự nổi tiếng chứ không phải là ca sĩ nổi tiếng, ca sĩ tự nổi tiếng. Đó, đây là mới bắt đầu nghe quý vị nha. Chút nữa mình sẽ quay cho quý vị xem thêm tất cả những thành viên đến đây tham gia cùng chung cái bàn vui này. Quý hơn là phi hơn. Đây mấy cô, thôi mấy cô chạy ơi. Đây thằng cháu rồi phải chạy xe đạp rồi. Nào ta, nào ta tempo. Nào ta. Đó quý vị nghe không? Đó trong cái liều á. Cái liều chống Covid đấy nghe quý vị. Đó thấy chưa? Thường thường người ta mặc nguyên bộ đồ để chống Covid, rồi cái này nguyên nhóm vô trong đây bao bịch bừng lại là chống Covid đó. Ai có kéo không? Ai có kéo không nè? Đây cho quý vị xem những cái liều của chúng tôi đây đó. Thấy chưa? Cái liều này có phòng khách nè. Cái này là phòng bước vô đó, quý vị dĩ thêm nè. Đó đây nè, thấy chưa, đồ phòng ngủ có hai ngăn đàng hoàng. Đây thêm cái phòng cái liều này đây, cái liều này có thể chứa trên 10 người nghe quý vị nha, nhưng mà trong đây có thể là để hai giường ngủ luôn đó. Chị này chị đại gia đó, thấy không? Đại gia thiệt mà gia mượn không? Thấy chưa, thấy cái liều chưa? Đó, đầy đủ ăn chơi á quý vị ơi. Đi cắm trại ở Phần Lan nắng rất là ngắn, cho nên được mùa hè là người Việt mình tranh thủ đi cắm trại chơi. Ở trong nhà sướng hơn mà không chịu đi ra đây gì đó. Ăn nè, ăn rồi ngồi ngồi tại chỗ nè, thấy chưa? Rồi vậy nè. Thấy không, nước mắm rồi đầy đủ, ớt rồi đầy đủ nè, thấy chưa? Để ăn lẩu nè, coi nè cái lò này lẩu nè, thấy chưa? Đó. Nè mực nè. Đó, thấy chưa, tôm nè, mực nè, hải sản không à, đi cắm trại đây. Còn cái phòng này nè, đây nè, thấy không, giường này là giường hơi nha quý vị. Đó thấy chưa, quý vị thấy ở trong nó rộng không? Đó thấy chưa, bao nhiêu người ngủ đó, quý vị thấy cái giường nó cao giống như là giường ở nhà luôn, bơm hơi thôi. Thấy đã không? Vũ ra nhậu, Vũ đi ra đây nhậu với mấy bác. Anh Thư chơi không? Ra nhậu uống chơi.
Đó. Ở đây là tự do lắm nha quý vị. Con cháu mà đủ tuổi uống là cứ cho tham gia chung với mấy chú bác, bình đẳng như nhau. Không nên bên quý vị thấy cái lò nấu của tôi không quý vị? Lò nấu của anh em chơi gia đình chúng tôi đây nè, quý vị thấy không? Oh. Mời quý vị. Cái này nước dừa hết nước gì? Mời nước dừa nước mắt quê hương. Nước mắt quê hương. Giới thiệu cho quý vị xem vuông được không? Cái vui vậy. Anh em ơi, ăn người chán bún đây nghe. Ăn người chán bún đây, ăn người chán bún cho dễ. Chầu người chán bún mình. Lấy cho con Diễm đi. Chờ ba ăn miếng nè. Đi đi giật đi mi. Ai chú xuyên Diễm ăn với đàng bà? Ok, hỏi ông Năm đâu rồi? Bà có cái ông Kiên. Hỏi ông Năm đâu rồi? Ông bà Kiên còn bà có riêng nữa. Ông Kiên nó nhiều lắm. Em chú đi. Đầy đủ tiện nghi nha quý vị. Bàn nè. Đó. Đây nè, tất cả là bên nhóm đại gia đình của mình nè. Tổng cộng là bao nhiêu liều ta? Thấy không? Đi cắm trại mà dắt chó theo nữa nè, thấy chưa? Nó sang không? Đó. Cắm trại mà dắt chó theo nữa. Quý vị ơi, coi 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 phụ nữ này đang làm gì quý vị ơi. Quýnh bài, trời ơi, quýnh bài cao. Công an tới, công an tới, công an tới. Ủa, tại đủ 18. Chị bảy à, hai nhỏ ốp mẹ đi, ai nhỏ ốp đi, trời ơi, mở mẹ đi hết đây ơi. Trời ơi, hồi hộp chết mẹ cái luôn. Cái gì, cái đồng xu. Ai lớn nhất, ai lớn nhất. Tôi nha. Tay. Chính đúng rồi. Cái này làm bài cao. Là chị lấy không đây. Mà như vậy ta công bằng, ta không bị. Không có không? Không, nếu mà lấy luôn á thì vợ chồng ông Bảy lấy tại công ông Bảy mua chứ đó. Nhưng mà vậy là công bằng rồi. Không có con mấy đồng mình lấy ai đâu tính được. Cho chị Sáu là cái người ba chủ chốt ba nấu. À vậy hả? Ờ ok. À. Thôi, sâu sâu đất, sâu nền nhà. Chủ nhà sâu nền nhà. Sâu nền nhà. Vui không? Vui rồi, vậy là vui rồi. Rồi. Lại đi quay, cái khẽ. Chị ơi. Chị ơi, YouTube em nghèo lắm mà cho tiền em đi làm YouTube đi chị ơi. Đây, mà đâu biết tao quên cháy cá luôn rồi kìa. Trời ơi, cháy cá luôn rồi, cháy cá luôn rồi. Sao không để nguyên lên chị nướng thôi vậy? Trời ơi. Chị nói nướng nó không chín nữa. Sao mà không để nguyên cái miếng này lên nè? Ừ. Ừ. Đúng. Đâu. Không. Ừ, đó. Ừ. Ừ. Đó. Cái vui không các bạn? Ừ. Trời ơi, đây có me nữa nè. Trời ơi, bẻ trên cây xuống hả? Ừ, me. Thái luôn. Nè, nè. Chia bài ớt không? Ừ. Cho người hai trái gấp luôn, ủa vậy? Không, người ta nói cảm thì ngậm tỏi. Mà mình đi chơi, mình sợ Covid thì mình ngậm ớt, ngủ. Con hai trái chanh nữa kìa. Còn mấy cái chanh nữa kìa, có chia luôn hả? Bây giờ cái gì còn dư không? Lại đây chia bài lần nữa. Con về nói ba mẹ chuẩn bị đón YouTube coi con nha. Cái vòng vòng. Thôi ta nói của chị Thận là của chị Thận. Đi khỏi. Không mà danh chánh con Thận gì chị Sáu khỏi bị khó chịu. Rồi rồi rồi, có ai lấy hai chớ không? Thầy đó. Gia đình tôi ba người bốn sáu trái đó. Lấy đi ngửa cân hai cây gắn đi lỗ mũi này á. Lấy đi tối nay ngủ hay xong rồi phải gắn lỗ mũi liền chụp mới hả đâu vậy. Không phải bây giờ có phản tiếng đầu người nhiều người lớn giỏi cũng cá lớn hết. Ở ngoài mấy đứa nhỏ nó bỏ mấy chén kia không ra. Chính rồi nè, đem nhậu đây. Bà nói chính rồi đó.
Vui thiệt, cái mùi đồng này vui đấy. Đó, đây là bên thời sự đàn bà. Bên đây là thời... trời ơi. Trời ơi, ông bị ông đi ăn tiệc rồi mặc đồ vía lên rồi nè. Chị Thu ơi, ông bị ông đi ăn tiệc cái gì mặc đồ vía lên rồi nè. Hôm nay không có mặc đồ quét, bữa nay phải mặc. À, hôm nay mặc đồ quét rồi. Ngày cuối mặc đồ quét lên rồi. Đây nè, đó đây là nhóm thời sự của đàn ông đó, cá nè, tiếp nữa như quý vị. Trời ơi, ông ngoại có đứa cháu tháng rưỡi tuổi hả? Gần 2 tháng rồi. Gần 2 tháng rồi. Gần 3 tháng rồi đó, thấy chưa. Cô ơi. Có ghế ngồi nó thảnh thơi không? Nè chị này nè, thấy không? Chị làm cái nghề đánh bóng cái son chảo, ai mà cắm chạy mà chảo có làm lọ lại mướn chị chứ. Hai động cái làm chị kiếm tiền đi cắm chạy tiếp tục. Kiếm chạy có chứ được thấy không? Trời ơi. Kiếm tiền ăn đi ra cắm chạy tiếp tục giờ hết tiền rồi. Chị nói gì chứ mà chị ăn mắc lắm á, lương chị cao chứ ăn mắc lắm á. Chùi nồi thì son á. Rồi đây là tới nhóm của tuổi trẻ, thấy không? Người nhóm đàn ông ăn nhậu là riêng, của phụ nữ là riêng, của nhóm tuổi nhóm tuổi trẻ là riêng. Đây cái trại xung quanh trại nha quý vị nha, thoải mái lắm quý vị. Thật sự là trong nhà mình cũng đầy đủ, nhưng mà mùa hè mình nghỉ 2-3 tuần lễ hè, đi ra ngoài ngủ thiên nhiên vậy, tụ họp tất cả gia đình lại vui lắm quý vị. Nhưng mà thật sự nói đông như vậy thì không có nhà nào để tụ họp cho đầy đủ, cho đủ nổi. Cho nên chỉ có ra đây để hết tất cả dòng họ, anh em, bạn bè rồi đến, rất là vui. Muốn ở đây một đêm cái liều thì 15 euro, cộng thêm mỗi đầu người thì 6 euro. Mà điện nước đầy đủ, chỗ tắm, đồ nước ấm đồ đầy đủ nha quý vị. Không có gì hết, chỗ đổ rác đồ đầy đủ hết. Chỉ có mình cắm trại, mình đem đồ ăn mình theo thôi. Đó, đây là toàn cảnh trong trại nha quý vị nha. Rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi cái clip video này của mình nha. Đó. Thì mỗi năm ở Phần Lan thì cũng không có chương trình gì làm YouTube nhiều đâu quý vị ơi. Chỉ có hè đi biển, đi tàu, đi cắm trại rồi để review cho các bạn xem thôi. Thì cuộc sống người Việt Phần Lan là như vậy. Cảm ơn quý vị nhiều nha.